Trong cơn say, doanh nhân Trung Quốc khẳng định chỉ số hạnh phúc của Việt Nam là 90%, hãy đến và cảm nhận. Các bạn thân mến, 4 tuần trước trên mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải một video rất hay nói về Việt Nam. Video này của một doanh nhân Trung Quốc có tên là A Hầu. Trong cơn say, A Hầu khẳng định chắc nịch rằng Việt Nam là quốc gia có chỉ số hạnh phúc rất cao, nó có thể lên tới 90%. Chắc chắn bạn sẽ không tin, nhưng hãy nhìn vào tất cả trẻ em đang ca hát và nhảy múa ở đây. Nhìn đi, đây là Việt Nam đó. Tôi không khoe khoang, đó là sự thật. Chỉ số hạnh phúc của giới trẻ Việt Nam cũng rất cao. Vì vậy hãy đến và trải nghiệm. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách trải nghiệm. Đây là đám cưới của kế toán công ty tôi, khung cảnh rất sống động đúng không? Đó là chia sẻ rất ngắn gọn của A Hầu, nhưng nó đi đúng vào trọng điểm và không lòng vòng. Quả thật đám cưới ở Việt Nam vẫn là một đẳng cấp khác biệt. Tất cả mọi người, từ trẻ đến già đều quẩy tưng bừng như đã quen biết nhau từ lâu, mặc dù là người xa lạ. Vui nhất phải là đám cưới ở quê. Đêm đến mọi người tụ họp để cắn hạt dưa, đánh bài hay quẩy xuyên màn đêm. Xã hội ngày càng phát triển, mọi người không được tự tin và hồn nhiên như ngày xưa. Nếu ai ở thế hệ 9X đổ lại, chắc còn nhớ điệu nhảy đám cưới huyền thoại ngày xưa đúng không? Ngày xưa thì vui như thế, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Thôi chúng ta trở lại vấn đề chính. Khi video này được đăng tải thì đã thu hút khá nhiều bình luận của netizen Trung Quốc. Nhiều người đã đến Việt Nam đều đồng tình với quan điểm của A Hầu vì họ thấy được cuộc sống của người bình thường Việt Nam hạnh phúc như thế nào. Tan ca thường rủ nhau đi chơi, trà đá về hè chém gió, xua tan mệt nhọc sau một ngày làm việc. Hay là họ thấy được người Việt Nam có rất nhiều năng lượng, mặc dù áp lực cũng không thua kém gì người Trung Quốc. Theo một số người Trung Quốc tâm sự, người bình thường ở Trung Quốc phải chịu đựng rất nhiều gánh nặng và áp lực trong cuộc sống. Đàn ông thì bắt buộc phải có nhà thành phố, có xe hơi sang trọng, có công việc ổn định và đặc biệt phải đẹp trai mới lấy được vợ. Nên có người Trung Quốc nói rằng, hạnh phúc lớn nhất của đàn ông Việt Nam là ai cũng có thể lấy được vợ. Chỉ điều này thôi đã hơn người Trung Quốc rất nhiều rồi. Ngoài ra, người bình thường ở Trung Quốc còn bị chèn ép đủ thứ, khó có thể phát triển được. Nên câu nói, nhất quan hệ, nhì tiền tệ cũng phổ biến ở Trung Quốc. Hay là một số người Trung Quốc vẫn không tin những gì A Hầu nói. Họ cho rằng, A Hầu đang lừa người Trung Quốc sang Việt Nam để cắt eo, lừa tiền. Vì trong suy nghĩ của người Trung Quốc, thế giới bên ngoài đang hỗn loạn, chiến tranh loạn lạc và lừa đảo ở khắp mọi nơi. Với suy nghĩ đó, họ cũng cho rằng Việt Nam không an toàn, chỉ có Trung Quốc mới là nơi an toàn nhất thế giới. Vậy cụ thể, netizen Trung Quốc đã nói gì thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé. Nhìn vui quá, nhưng tại sao bạn lại có hành động hung dữ như vậy? Tôi đã từng đến đó và tôi đồng ý với quan điểm của bạn. Họ không muốn đi làm xa. Phần lớn họ đi làm bằng xe máy, đi sớm về muộn, không muốn làm thêm giờ hoặc không muốn đi làm vào ngày chủ nhật. Đàn ông thích uống rượu xả stress vào ban đêm, phụ nữ thì chăm chỉ, họ có ruộng đất cố định, nhà ở tự xây. Anh ơi, anh phải hỏi giai cấp công nhân xem họ có sướng không? Lương hiện tại ở Việt Nam là 5.000 nhân dân tệ, họ sống trong những ngôi nhà tự xây, không tính làm thêm giờ, nam lời biếng, nữ siêng năng. Tôi rất đồng ý với điều này, chỉ số hạnh phúc ở Việt Nam phải là 99,9% mới đúng. Tôi thấy điều này đúng, đa số người dân đều không cần thế chấp ngân hàng, không cần vay tiền mua ô tô để cưới vợ. Hai ngày trước Tết Trung Thu ở Việt Nam, tôi cảm nhận được không khí rất sôi động ở đó. Tôi khuyên bạn nên ở đó để cảm nhận được hạnh phúc mãi mãi và đừng quay trở về Trung Quốc nữa, đây là tôi khuyên thật. Tôi thấy bạn không bao giờ nói những điều tốt đẹp về Trung Quốc, nhưng bạn luôn nói những điều tốt đẹp về Việt Nam. Có vẻ như bạn rất ghét Trung Quốc phải không? Tôi đến Việt Nam từ khi còn trẻ, đã qua 25 năm và hiểu rõ nhất về môi trường sống của hai nước. Đúng là cuộc sống của họ rất hạnh phúc, đặc biệt là người bình thường của họ không bị phân biệt đối xử như ở Trung Quốc. Việt Nam thực sự có cảm giác hạnh phúc mặc dù lương không cao, những người chưa từng đến đó sẽ không biết. Bạn đừng lừa chúng tôi đến đó, ở Đông Nam Á không an toàn, đặc biệt là Bắc Myanmar và Campuchia. Rất nhiều người bạn của tôi đã bị lừa tới đó và đến bây giờ đã mất liên lạc. Xã hội Việt Nam ổn định và an toàn nhất Đông Nam Á. Người Trung Quốc sẽ rất hạnh phúc nếu không phải mua nhà ở thành phố, mua xe ô tô, đặc biệt là không phải lo chi phí khổng lồ cho một đám cưới. Nhiều người bình thường ở Trung Quốc không thể lấy được vợ. Bạn nói chưa đủ, nếu Trung Quốc mọi người không có so sánh hơn thua với nhau, không ghen tị và khinh thường nhau, thì chắc chắn người Trung Quốc sẽ rất hạnh phúc. Xin bạn hãy đưa tôi đến đó, tôi đang chán nản với cuộc sống hiện tại. Việc không nhà không, vợ cũng không, cuộc sống ở Trung Quốc quá khó khăn với một người bình thường như tôi. Tôi đồng ý với lời tuyên bố của bạn, Việt Nam ngày càng tốt hơn, nhìn bạn có vẻ hơi quá chén. Tôi tin bạn, tôi đã đến Việt Nam 2 lần và nơi đây có chỉ số hạnh phúc cao. Tôi sẽ đến đó lần nữa nếu có cơ hội. Bạn thật hạnh phúc khi ở Việt Nam, tôi rất ghen tị với cuộc sống của bạn.
Tôi nghe nói người trẻ Việt Nam không cần mua nhà, mua xe mà vẫn lấy được vợ. Chỉ điều này thôi là hạnh phúc hơn Trung Quốc rất nhiều rồi. Không còn nghi ngờ gì về chỉ số hạnh phúc ở Việt Nam. Đến trẻ em của họ còn vui vẻ ca hát, nhảy múa như thế thì còn gì để nghi ngờ. Còn trẻ em Trung Quốc bây giờ chắc vùi đầu vào học hoặc đang mệt mỏi trong những buổi học thêm. Đám cưới ở Việt Nam rất tuyệt vời. Tôi đã từng đi dự tiệc cưới của một đồng nghiệp ở Bình Dương. Cứ vào bàn là đều như người thân, mặc dù chưa từng gặp nhau bao giờ. Sau đó họ cùng nhau nhảy múa tưng bừng. Đấy là khung cảnh mà tôi chưa bao giờ gặp được ở Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc luôn nói có tiền thì ở đâu cũng hạnh phúc. Nhưng khi tôi đến Việt Nam, tôi thấy họ khá bình thường, nhưng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và vui vẻ. Ban đêm tôi đi trên đường, bắt gặp những nụ cười rộn ràng, trái ngược tâm trạng buồn tẻ ở Trung Quốc. Người Việt Nam nổi loạn vô cùng đặc biệt là trong tiệc cưới, họ nhảy múa như đây là ngày cuối cùng họ được sống trên đời vậy. Khoe khoang, chỉ số hạnh phúc ở Việt Nam chỉ 5% mà thôi. Người Việt Nam không có nhiều áp lực như ở Trung Quốc, vì các chuyên gia Trung Quốc chuyên nghiên cứu cách lấy thêm tiền từ người dân. Đúng, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam cực kỳ cao. Người Trung Quốc sẽ yêu cuộc sống ở Việt Nam sau khi họ ở Việt Nam một thời gian dài, điều này là sự thật. Anh Hầu ơi, tôi nghe nói lừa đảo ở Việt Nam khủng khiếp lắm, anh không cảm nhận được sao? Phía trên là một số bình luận của netizen Trung Quốc. Các bạn có thắc mắc người Trung Quốc đã giải thích lý do tại sao người Việt Nam lại hạnh phúc như thế không? Thì chúng ta cùng nhau đến với Baidu. Khi mình gõ tìm kiếm từ khóa tại sao người Việt Nam lại hạnh phúc đến thế thì Baidu cho ra 381.000 kết quả phù hợp nhất. Đây là con số không thể nhỏ chút nào. Sau đây là một bài viết nổi bật xuất hiện ở trang nhất. Tác giả bài viết này mở đầu bằng một câu hỏi: vì sao chỉ số hạnh phúc của Việt Nam cao đến vậy? Và đây là câu trả lời của tác giả này. Việt Nam, quốc gia ở Đông Nam Á này, ngày càng thu hút nhiều khách du lịch với nền văn hóa độc đáo và phong cảnh hữu tình. Ngoài ra, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam cũng tăng đáng kể trong những năm gần đây, khiến nhiều người Trung Quốc muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Trước hết, chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện phúc lợi của người dân. Chính phủ đã đưa ra một loạt luật, chính sách và kế hoạch nhằm cải thiện dịch vụ công, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội. Chính phủ cũng tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cơ hội việc làm, thúc đẩy mức thu nhập của người dân và thúc đẩy tiến bộ và phát triển xã hội. Chính sách chủ động này có vai trò rất lớn trong việc cải thiện mức phúc lợi của người dân. Thứ hai, tinh thần truyền thống hòa hợp, tương trợ lẫn nhau trong xã hội Việt Nam cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Việt Nam có chỉ số hạnh phúc cao. Ở Việt Nam, mối quan hệ gia đình và cộng đồng rất gắn bó. Sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau giữa con người với nhau là một hiện tượng tự nhiên. Láng giềng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau giải quyết khó khăn, vướng mắc. Tinh thần giúp đỡ lẫn nhau đã ăn sâu vào xã hội ở Việt Nam. Thứ ba, lối sống của người Việt Nam cũng là yếu tố quan trọng làm nên chỉ số hạnh phúc cao của người Việt Nam. Việt Nam có truyền thống văn hóa và ẩm thực phong phú, có nhiều lễ hội và hoạt động dân gian như Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, giúp mọi người tìm lại vẻ đẹp cuộc sống trong xã hội tẻ nhạt như hiện nay. Ngoài ra, vẻ đẹp thiên nhiên và cảnh quan lịch sử của Việt Nam cũng khiến mọi người cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Cuối cùng, việc chính phủ Việt Nam ứng phó hiệu quả với dịch bệnh cũng là yếu tố cải thiện hạnh phúc của người dân. Kể từ khi dịch bệnh càn quét thế giới vào năm ngoái, chính phủ Việt Nam đã thực hiện một biện pháp quyết liệt bao gồm đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại và tụ tập, phổ biến kiến thức y tế cộng đồng để kiểm soát hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, cuộc sống của người dân Việt Nam chưa bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh. Tóm lại, việc cải thiện chỉ số hạnh phúc của Việt Nam không thể tách rời các yếu tố như chính sách của chính phủ, truyền thống hòa hợp, tinh thần tương thân tương ái của gia đình và xã hội, lối sống của người dân và ứng phó hiệu quả với dịch bệnh. Có thể nói, Việt Nam là đất nước tràn đầy hạnh phúc và sức sống, nơi bạn có thể tìm thấy niềm vui cuộc sống và ý nghĩa cuộc sống. Đó là lời giải thích của tác giả bài viết này. Còn một tác giả khác có tên là Mèo Lười Nhìn Thế Giới đã đặt một câu hỏi như sau: làm ít hưởng nhiều, vì sao người Việt vẫn sống hạnh phúc? Và sau đây là câu trả lời. Trong những năm gần đây, người Việt ngày càng thu hút sự chú ý của quốc tế, không chỉ vì tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng của Việt Nam mà còn vì lối sống của người Việt. Có người nói Việt Nam lười biếng nhưng lại có thể sống tốt. Trên thực tế, cái gọi là lười biếng không có nghĩa là người Việt Nam không làm việc chăm chỉ. Cái quan trọng nhất ở đây đó là họ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng cuộc sống. Người Việt hiếm khi dành thời gian cho công việc mà họ chú trọng đến thời gian dành cho gia đình, bạn bè và tận hưởng những niềm vui trong cuộc sống như ẩm thực, du lịch. Lối sống này khiến người Việt trông có vẻ lười biếng nhưng lại có thể sống rất hạnh phúc. Tất nhiên, cùng lúc đó, Việt Nam cũng đang phát triển và ngày càng có nhiều người Việt Nam bắt đầu chú ý đến sự nghiệp và làm việc chăm chỉ. Họ hy vọng có thể thay đổi cuộc sống và tương lai của đất nước mình bằng nỗ lực của chính mình. Những người Việt như vậy cũng đáng học hỏi. Tóm lại, dù thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống của người Việt Nam đáng để chúng ta học hỏi.
Chúng ta nên học cách làm việc hiệu quả hơn và duy trì tốt sức khỏe thể chất và tinh thần, tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Còn các bạn có suy nghĩ gì thì hãy bình luận ở phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.